23 triệu đồng thôi. Thì quý anh chị cô chú sẽ có ngay một chiếc xe Biat Senior nha. Rồi bây giờ mà tất cả các quý anh chị cô chú cùng theo em kiểm tra về chiếc xe này, coi em nó có những gì ha. Để nói đầu tiên thì em muốn gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất gửi tất cả anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ ha. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa cập bến về luôn, xe này mới vừa về luôn. Nhìn như vậy thôi chứ con xe này rất nước sơn, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất liền các bạn. Đó, với số tiền là 23 triệu đồng thì anh chị sẽ sở hữu ngay chiếc xe này. Tên em nói là Biat Senior. Con này đời 2002 2003 giờ em chẳng nhớ nữa. Nói chung xe này thì kiểm định là 6 tháng một lần và không hết niên hạn. Con này thì bản 1.3 nha quý anh chị nha, full xăng điện tử, CMU não rin còn nha. Nhìn con xe này vậy chứ nó rất là chất nha cô chú anh chị. Nè, sơn rin nè. Ta nói nhìn nó đã không? Đó, ok chú quý anh chị, tắp bi tắp lô nỉ luôn nè. Đó, nội thất nè, tắp bi nè, ngon là cà đào, xem biết cái dàn máy nó xài được không? Đó, em để một mạc như vậy em bán cho cô chú anh chị với số tiền chỉ có 23 triệu đồng thôi. Đó, mọi chức năng xe này máy lạnh có nha. Có lóc cửa luôn nè. Lóc cửa từ xa, giấy tờ đầy đủ, hiện tại thì xe tình trạng bỏ đăng kiểm nha. Bỏ đăng kiểm hồi tháng 11 năm 2023. Quý anh chị nào thiện chí thì hỗ trợ cho em thêm một ít tiền nữa em đăng kiểm cho. Con này đăng kiểm chắc tầm cũng cỡ 3 triệu nữa thôi. Đó. 3 triệu nữa thôi là anh chị sẽ có ngay một chiếc xe. Nước sơn nhìn vậy chứ rất là ok nha quý anh chị nha. Đó. Nó rất là rin luôn nha cô chú anh chị, rất là rin luôn. Con xe này nhìn nó vậy chứ nó rất là rin, nó rất là liền lạc luôn. Rồi anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em. Có số điện thoại đó là 0796822220 hoặc là 0798022220 nha. Nè, nước sơn rin không anh chị. Cửa nẻo nè. Ok chưa quý anh chị? Đó. Rất ok nha. Xe này anh chị lấy về bỏ đó. Khỏi đăng kiểm thì em để cho anh chị 23 triệu, còn anh chị nào đăng kiểm hỗ trợ em thêm 3 triệu đi. Em đăng kiểm cho. Đây. Cửa nẻo nè anh chị thôi. Rất là rin luôn, sơn zin hơi bị nhiều, keo chỉ căng đét luôn. Đó, xe này mới vừa thanh lý xong, để chị bán luôn, quay nhanh bán nhanh cho cô chú anh chị luôn. Máy móc máy lạnh ok nha quý anh chị nha. Đây, nổ máy cho quý anh chị cô chú xem luôn. Máy móc con số rồi nhẹ nhẹ. Đây, máy nổ nè. Tay lái trợ lực ha. Đó, vô lăng là gì không? Rất bóng, mặt đồng hồ rất sáng, rất đẹp luôn. Lạnh lẽo ok nha quý anh chị. Tắp bi tắp lô nè. Hiện tại thì máy đang nổ. Rất là thì thầm. Con này bản 1.3 chạy rất là lợi, là chạy rất là lợi xăng nha quý anh chị. Đây. Não thêm ôn còn, não riêng, vậy thôi. Máy móc nè, ok chưa? Vũ bò nè, ta nói nó rin nè, vậy thôi. Trời ơi, cái dàn nè rin hết luôn nè. Ok chưa quý anh chị? Đó, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Rồi, quý anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe này với số tiền 23 triệu, em xin nhấn mạnh là em nhắc lại là 23 triệu để như vậy bán cho quý anh chị cô chú nha. Còn anh chị nào muốn đăng kiểm thì hỗ trợ em thêm 3 triệu. Còn anh chị mà kêu em đăng kiểm luôn cái giá 2-3 triệu thì đừng điện thoại cho em làm gì nha. Mất thời gian. Đây. Ok chưa? Nè. Trời ơi. Đẹp. Lỡ được quay luôn cốp cho cả nhà, quay cầm cho cả nhà xem luôn đi. Xe này mua nhanh bán nhanh. Kiếm 1 triệu thôi. Đó. Anh chị thấy không? Trời ơi, ốc bảy màu luôn nè. Tôi nói nó len keng, nó len sben luôn. Quá đẹp luôn nè. Trời ơi. Anh chị thấy không? Đẹp không? Cầm bệ nè. Đó, rồi điếc đồ có luôn nha. Đó, mua xe sao nè. Rất ok. Con xe này đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đó, trời ơi, rin không? Con này mà dọn lại là bán giá cao luôn. Để khỏi dọn, để như vậy bán cho anh chị luôn. 23 triệu thôi. Rồi anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp thì alo cho em nha. À, cái khóa mà rin nó còn luôn nè anh chị thôi. Bảy màu len keng luôn. Cốp nè. Tôn không là tôn. Rồi, qua dần gầm luôn. Gầm bệ thì anh chị khỏi suy nghĩ đi. Gầm thì bao đẹp. Ok chưa quý anh chị? Lên keng lộng lẫy, lên xà ben luôn, 23 triệu đồng thôi là anh chị có dây chiếc xe này. Rồi quý anh chị có chỗ nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 hoặc là 0798022220 để mình hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Ở xe này bốn cái vỏ cũng còn khá là dài nha anh chị nha, cũng được coi như là 60-70%.